Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch phản động, bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của báo Quốc đội Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân của tác giả Phúc Nội. Những năm gần đây, vào dịp ngày tự do báo chí thế giới mùng 3 tháng 5 hàng năm hay kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trên nhiều trang mạng có nội dung xấu độc và trên trang tiếng Việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện trí với Việt Nam, thường xuất hiện các ý kiến, bài viết, xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Trong đó, cái gọi là tổ chức phóng viên không biên giới không những đưa ra bảng xếp hạng hết sức sai trái về tự do báo chí ở Việt Nam, mà còn công bố danh sách và trao giải thưởng anh hùng thông tin cho một số đối tượng người Việt Nam đã lợi dụng tự do dân chủ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tiến hô hậu ủng cho tổ chức phi chính phủ này là những đối tượng được dán mác nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, nhà báo tự do trong nước, tung ra nhiều bài viết phát ngôn xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do báo chí của Việt Nam. Không chỉ vậy, vào những thời điểm các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật của Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ, tuyên truyền chống phá chính quyền nhà nước, thì các thế lực thù địch bên ngoài và những người còn thù hằn với chế độ lại rêu rao đó là hành động bóp nghẹt tự do ngôn luận, triệt tiêu quyền tự do báo chí hoặc ra sức ngăn cản những người bất đồng chính kiến. Là quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã sớm tham gia ký kết các điều ước quốc tế về bảo đảm các quyền cơ bản của con người và quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bản hiến pháp đầu tiên được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 1 năm 1946 đã hiến định tại điều thứ 10. Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được hiến định tại điều 25 Hiến pháp năm 2013. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Để bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ngày càng được hiện diện trong thực tiễn cuộc sống, năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật tiếp cận thông tin và luật báo chí. Trong đó, Điều 3 luật tiếp cận thông tin quy định, mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Điều 10 của luật này cũng quy định công dân có quyền tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai, đồng thời được yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân được quy định tại Điều 11 luật báo chí năm 2016 với 3 nội dung cụ thể gồm phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến phê bình kiến nghị khiếu nại tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức và cá nhân. Đặc biệt, Điều 13 luật này nêu rõ, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Như vậy, về mặt pháp lý, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công dân ở việt nam đã được quy định toàn diện đầy đủ với những nội dung cụ thể dễ hiểu dễ áp dụng dễ thực hiện trong Cuộc sống trên thực tế không riêng ở việt nam mà hầu hết các quốc gia tuy có cách tiếp cận không giống nhau về quyền tự do ngôn luận tự do báo chí nhưng đều có một nguyên tắc cơ bản là việc thực thi quyền tự do ngôn luận tự do báo chí phải phù hợp với tình hình điều kiện lịch sử văn hóa trình độ dân trí thể chế chính trị của mỗi nước và không được phép lợi dụng quyền cơ bản này để xâm hại lợi ích quốc gia dân tộc, làm phương hại danh dự, nhân phẩm người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức cộng đồng, trật tự xã hội. Điều 11 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 của nước Pháp đã quy định tự do trao đổi suy nghĩ và ý kiến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Vì thế, bất kỳ công dân nào cũng có thể nói, viết và công bố tự do Tuy nhiên, họ sẽ chịu trách nhiệm nếu lạm dụng quyền tự do này theo quy định của pháp luật. Nước Mỹ tuy không ban hành luật riêng về báo chí, nhưng có nhiều điều luật khác của quốc hội, quy định có tính pháp lý của tòa án cũng đưa ra những giới hạn nhất định đối với báo chí, đối với quyền và trách nhiệm của công dân liên quan đến báo chí nhằm tránh xâm hại đến an ninh quốc gia. Khoản 2, điều 29 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 nêu rõ, trong khi hành xử những quyền tự do của mình, Ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra, nhằm bảo đảm những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. Thế giới từng có những bài học về việc báo chí đi quá giới hạn tự do cho phép nên phải trả giá rất đắt. Năm 2005, tờ báo Silent Posten Đan Mạch đăng tải 12 bức tranh biếm họa về đấng tiên tri Muhammad của hồi giáo. Sau đó, bức tranh biếm họa này tiếp tục xuất hiện trên nhiều tờ báo ở Pháp, Na Uy, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha. Vụ việc này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ của những người theo đạo hồi trên toàn thế giới, dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Tháng 7 năm 2011, tờ News of the World, tin tức thế giới của nước Anh đã phải đình bản vĩnh viễn sau 168 năm hoạt động. Vì bị công chúng cáo buộc, nhiều phóng viên bản báo này đã đột nhập điện thoại của hàng nghìn người dân để săn tin. Nhắc lại hai ví dụ trên để thấy, trên thế giới không có quốc gia nào cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận đứng trên, đứng ngoài luật pháp và xâm hại đến an ninh quốc gia. Nếu vi phạm điều này, báo chí sẽ bị công chúng tẩy chay và bị những chế tài xử lý thích hợp. Mọi quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí đều phải có giới hạn nhất định. Giới hạn này đặt ra để bảo đảm quyền tự do chính đáng cho số đông mọi người, chứ không phải cho một nhóm ít người nào đó nói năng bừa bãi, phát ngôn bạt mạng, thích gì viết đấy nói và viết chỉ vì động cơ cá nhân ích kỷ, thiên vị mà không vì sự ổn định, đồng thuận chung của xã hội cộng đồng. Chẳng hạn như trong đợt đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, không chỉ đối mặt với loại virus nguy hiểm này mà còn phải đối mặt với vấn nạn tin giả tràn lan trên mạng xã hội. Phần lớn những tin giả này xuất phát từ những người lợi dụng tự do ngôn luận để lan truyền thông tin sai trái, thất thiệt, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và an ninh truyền thông. Do đó, ngăn chặn xử lý những đối tượng gây ra nạn hoang tin trên mạng xã hội chính là góp phần bảo đảm sự trong sạch của môi trường thông tin, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thành công của Việt Nam trong công tác phòng chống kiểm soát đại dịch COVID-19 được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Có một phần bắt nguồn từ việc Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cấp các ngành đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đồng thời phát hiện ngăn chặn kịp thời những thông tin sai trái về dịch bệnh trên mạng xã hội. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn xác định việc bảo đảm thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy, phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức mạnh tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mặt khác, trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn có tinh thần cầu thị, tích cực tiếp thu, học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm tiến bộ của các quốc gia khác để thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân. Để bảo đảm quyền lợi, tự do chính đáng cho số đông công dân, chúng ta cũng không chủ quan lơ là mà phải luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo, nhận diện, kiên quyết vạch trần, kịp thời bác bỏ mọi âm mưu của các thế lực thù địch phản động, bất mãn chính trị, cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm đưa ra những thông tin sai trái, xuyên tạc, tác động tiêu cực dư luận xã hội, xâm hại an ninh truyền thông quốc gia chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam